Tạp chí Đồng Hồ, tạp chí chuyên sâu số 1 về đồng hồ tại Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Hùng của kênh Tạp chí Đồng Hồ. Và ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một chiếc đồng hồ rất là nổi tiếng đến từ đất nước Thụy Sĩ. Đó chính là chiếc đồng hồ T-shirt Lerlock Automatic Radiogator mang số hiệu T006-428-360502. Người ta thường nói là con đường khó nhất đó chính là con đường dẫn đến trái tim của người đẹp. Câu nói này thì có lẽ rằng là rất là đúng với chiếc đồng hồ đang ở trên mặt bàn này. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng tôi khám phá chiếc đồng hồ được mệnh danh là Lerlock của sự khác biệt các bạn nhé. Nói đến Lerlock, giới bộ điệu nhắc ngay đến cái nôi của những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng Thụy Sĩ. Và cũng nhắc đến Lerlock, các quý ông sành đồng hồ không thể không có một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập Lerlock của T-shirt. Vậy điều gì làm nên sự hấp dẫn độc đáo ẩn chứa trong sản phẩm T006-428-360508-02 này? Các bạn thân mến, khi mua một chiếc đồng hồ T-shirt T006 thì các bạn sẽ được sở hữu một hộp đồng hồ rất là sang trọng. Và khi mở hộp đồng hồ ra thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ rất là tuyệt vời mà các bạn luôn mong muốn sở hữu nó. Bên cạnh đó thì ở hai bên hông hộp đồng hồ là bên trái và bên phải thì các bạn sẽ được thấy là chúng tôi trang bị một thẻ bảo hành quốc tế, sổ hướng dẫn sử dụng và sổ ghi thông tin bảo hành của hãng. Các bạn thân mến, vẫn là một thiết kế truyền thống với kiểu dáng cổ điển lịch lãm với hai mặt số tròn. Hai vòng tròn thông thường thì chúng ta thường bắt gặp tại những đồng hồ có chức năng chronograph. Tuy nhiên ở chiếc đồng hồ T006 này thì hai vòng tròn nhỏ này lại có chức năng là xem giờ. Các bạn thân mến, với chiếc đồng hồ T-shirt T006 này thì các bạn có biết là kim nào chỉ giờ, kim nào chỉ giây và kim nào chỉ phút không ạ? Trước đó thì tôi cũng đã từng nhầm lẫn với những chiếc đồng hồ có các kim chỉ không đồng tâm này. Chiếc đồng hồ T-shirt T006 này có thể đánh lừa được người xem nếu như người đó không thực sự am hiểu về cơ chế hoạt động của chiếc đồng hồ T-shirt T006. Và các bạn có thể thấy đó chính là kim chỉ giờ nằm ở ô tròn nhỏ tại vị trí 12 giờ, kim chỉ giây nằm ở ô tròn nhỏ tại vị trí 6 giờ. Và như các bạn có thể nhìn thấy đó chính là kim chỉ phút, đó là kim dài nhất. Có vạch chỉ số chính là các chữ số La Mã và cọc chỉ giờ. Các bạn thân mến, nếu như chiếc đồng hồ T-shirt T415-41373, logo T-shirt, năm sinh thương hiệu và chữ ký Lerlock nằm theo trục dọc, thì với chiếc đồng hồ T-shirt T006 đã có một sự cách tân mới mẻ. Đó chính là logo T-shirt, năm sinh thương hiệu và chữ ký Lerlock lại nằm theo trục ngang. Bên cạnh đó thì là lịch ngày cũng được chuyển từ vị trí 3 giờ sang vị trí 9 giờ, tạo một sự cân đối trong tổng thể thiết kế. Vành benzen được làm bằng thép không gỉ mạ vàng công nghệ PVD. Tương phản giữa các góc cạnh là lớp mạ vàng hồng mờ. Phần núm vặn cũng mang trên mình chữ T đặc trưng của thương hiệu T-shirt. Thiết kế nhám đường sọc nên dù núm nhỏ nhưng người dùng vẫn có thể dễ dàng vặn và điều chỉnh. Bao bọc bộ máy là lớp kính sapphire nguyên khối chống xước cả mặt trước và mặt sau. Thiết kế đặc trưng của bộ sưu tập Lerlock đó là phô bày cỗ máy thời gian dưới lớp sapphire sáng bóng. Các bạn thân mến, với chiếc đồng hồ T-shirt T006 thì vẫn được thiết kế mang nét truyền thống, đó chính là lộ máy sau. Tuy nhiên ở mặt đáy sau của chiếc đồng hồ này thì được chạm khắc những hoa văn vô cùng tinh tế, đặc biệt là logo T-shirt nằm tại vị trí trung tâm và kết hợp với những họa tiết cổ điển, khác hẳn với cỗ máy thời gian Vissodate. Bộ máy T006-428-360508-02 ETA-2825 với 25 chân kính, tần số dao động là 28.800 lần trên giờ. Chỉ số chống nước là 30m, giúp bạn yên tâm khi đi mưa và rửa tay. Khóa bướm cài chắc chắn, được mạ vàng, đồng màu với vỏ mặt đồng hồ rất đẹp. Dây da màu đen, dập vân cá sấu, đồng màu với mặt đồng hồ tạo cảm giác sang trọng cho người đeo. Các bạn thân mến, với đường kính của chiếc đồng hồ là 39,3mm và độ dày của vỏ là 11,55mm thì đây chính là một kích thước rất là vừa phải và dễ đeo đối với tay nam giới của Việt Nam, ví dụ như tay của tôi đây. Với mức giá nhập khẩu chính ngạch là 25.760.000 Việt Nam đồng là mức giá vừa phải và có thể thể hiện được gu thẩm mỹ và sự sang trọng của người đeo. Có thể nói chiếc T-shirt Lerlock Automatic Regulator T006 được lòng rất nhiều fan hâm mộ đồng hồ trên thế giới, là mong muốn sở hữu của nhiều quý ông đam mê đồng hồ cơ Thụy Sĩ cổ điển, lịch lãm, phù hợp với ăn mặc lịch sự, công sở. Các bạn thân mến, có thể nói chiếc đồng hồ T-shirt Lerlock Automatic Regulator T006 rất được lòng các fan hâm mộ trên thế giới. Và các bạn ơi, nếu như các bạn nhận ra được sự tinh tế và đặc biệt của chiếc đồng hồ này thì các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Bởi vì chắc chắn rằng là với những chiếc đồng hồ đẳng cấp khác thì sẽ được chúng tôi giới thiệu trong những số tiếp theo của tạp chí đồng hồ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!